Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tổng kết trao giải hội thi sáng tác ảnh đẹp Nông nghiệp Nông dân Nông thôn năm 2023. Hội thi sáng tác ảnh đẹp Nông nghiệp Nông dân Nông thôn năm 2023 với chủ đề Nét đẹp Nông nghiệp Nông dân Nông thôn Bình Dương được tổ chức theo hình thức thi online, nhận ảnh dự thi từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5. Ngay khi cuộc thi được phát động, trong vòng 2 tháng, ban tổ chức nhận được 457 file ảnh của 84 tác giả tham gia. Các tác phẩm ảnh dự thi đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, ghi dấu và lan tỏa được những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng trong quá trình sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thể hiện đậm nét hình mẫu người nông dân với các mục tiêu và khát vọng xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại, qua đó giúp người xem cảm nhận sâu sắc hơn về nét đẹp nông thôn, hình ảnh người nông dân cần cù trong lao động sản xuất kinh doanh. Ban giám khảo đã lựa chọn những tác phẩm xuất sắc vào chung kết xếp loại, trao thưởng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải nhất với tác phẩm mô hình trồng nấm bào ngư, giải nhì với tác phẩm mô hình trồng dưa lưới, mô hình trồng rau thủy canh, giải ba với tác phẩm mô hình trồng hồng thân gỗ, tác phẩm mùa lúa chín trên địa bàn xã Phú An và tác phẩm dán nhãn măng cục lái thiêu.